Vâng, và Sam Ian đến từ game thủ Gunny. Chim sẻ cầm Minoan bên phía đội bạn là Sam AC thì phải. Tôi nhìn thấy AC. Và Sam AC thật. Một bãi quả 7 cây dành cho game thủ Gunny. Bầy hiêu cũng là một bầy hiêu đẹp. Một bài mà có khả năng chém khi mà gỗ đầu cực gần. Màn hình máy của game thủ chim sẻ. Chim sẻ cũng đang gốt bài gỗ đầu gần. Nhưng không biết rằng cái thế thủng nhà chim sẻ như nào thôi. Chưa thấy bãi vàng đâu cả. Được, cánh rừng. Tươi quá. Có thể triển khai cung Nga được. Một bầy hiêu. Bây giờ chim sẻ cần tìm hiêu đầu và lùa nó về luôn. Một bài cầm Minoan. Vâng, góc 3 giờ này thì sao? Liệu rằng có kín không? Vớ vẩn lại kín như bưng. Một bầy hiêu nữa dành cho game thủ chim sẻ. Một bãi quả phụ. Tuyệt vời. Đôi voi. Hay quá nhở. Bài này mà có tiền cơ cấu ở trong khu vực góc 3 giờ kia mà đánh cung Nga thì gọi là mắc bêu. À, 9 giờ. Vâng, 9 giờ tôi lại nhầm rồi. 9 giờ. Cơ cấu của đánh cung Nga trong góc 9 giờ này thì đúng là mắc bêu. Cực đẹp luôn. Lại đá thêm bầy hiêu này về nữa thì đây là một bài mà Minoan siêu khỏe. Màn hình máy ở game thủ Gunny. Gunny cũng có là một bài siêu siêu kín. Bài góc 12 giờ. Bài này để mà chém vào nhà Gunny thì tôi nghĩ là không ăn thua. Mà chỉ có cơn nước là công ca thôi. Gỗ đầu nhà Gunny đang ăn ở đâu? Càng đấy. Nếu không thì anh Gunny có thể chuyển sang chém chắc để cho chim sẻ nó đánh cung. Vâng, sẻ có đồ gì ăn giữa nhà mình với nhà Gunny không? Thì nhường luôn. Màn hình máy game thủ chim sẻ. Dắt dân đi đâu đấy? Hay là nhường bãi quả này vào trong ăn hai bầy hiếu? Nhường bãi quả này thì ép đời hơi muộn. Ok. Con voi kia về chuẩn nữa thì ngon. Hai mươi lăm dân kích đời rất sớm. Một bài mà chim sẻ chém cho game thủ Gunny đánh cung rồi. Hết rồi anh ơi. Anh tự xoay đi. Màn hình máy của game thủ Gunny. Úi, những cái S đặt nó rất là vất vả. À bãi quả này sẽ ăn rồi. Căng đấy. Vẫn thiếu một đồ nữa. Rất bàn căng. Điểm số của BB đang khá cao. Bây giờ mà ra ăn tranh bầy hiêu kia với cái thủ BB thì cũng không ăn thua. Vì có cái BG đẹp nhất thì BB đặt rồi. BB đánh 24 dân. B không biết là cầm Summer hay là AC nữa. AC sao đánh 24 dân à? Thế vậy Summer chắc đánh cung. AC chém. Đóng BB. Ôi giời ơi lại. Ok. Vâng, bãi quả này nghe vẻ hàng mới này. Cắt dân dưới này lên ăn bãi hàng mới này cũng được. Màn hình máy ở game thủ chim sẻ. Nhà màu 4 và nhà màu 5 nghe vẻ khá gần nhau.
Sen đã bắt đầu chuẩn bị chọc giò rồi. À, xuất giò rồi. Dựa giò, giáp trước đi. Bên kia có Summer, có AC các kiểu. Vâng, như vậy là công giáp đầy đủ. Vâng, có bãi quả giữa bản đồ em ơi. Bãi quả 1 năm giữa bản đồ. Nhưng mà dường như chim sẻ đang muốn tìm thẳng vào nhà chính nhà đối phương. Hai nhà bên phía đội bạn rất gần nhau. Kìa, gặp bãi quả nhà 1 năm rồi. Chọc đi. Đây dường như là AC, không Summer không ạ? Hai nhà đánh chém à? Với tôi soi AC có 24 dân thôi mà. Ui chọc cái loại này thốn thế. Vâng, bì dày khó thái lắm. Samurian lên đời cũng rất sớm, không hề muộn. Một trận thi đấu mà chúng ta có thấy Samurian đang có ăn hai bãi quả để ăn. Đến thời điểm này vẫn đang bú hai bãi quả. Một bài mà lực là rất khỏe dành cho game thủ Cam Quýt. Anh vẫn đang rất lộc lá trong những trận thi đấu vừa rồi. Gắn đi, 23. Chưa lên xong được đời. Bo bê anh ơi. Thông tin đến từ sẻ báo về là đến chém đến tận nơi rồi. Thôi thôi, có cả cung tây nó bắn. Rát quá. Rát quá, rát quá. Thôi. Thôi rát rồi. Vâng, một bài hơi nát. Vâng, một trận thi đấu mà chúng ta có thấy rằng BB cũng như Cam Quýt canh đang quá lộc lá. AC nhà khép góc cực kỳ đẹp. Một bài rất nhiều rừng và đồ ăn là đủ dành cho game thủ BB. Cam Quýt thì cũng có một bài ổn. Vâng, hay là chung kết đổi màu đi.